Rồi thì đại xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Đại Vlog ha. Thì cái video này nè mọi người, đại lên cho mọi người ít món lặt vặt linh tinh nha. Rồi thì đây được mấy món nè. Thì đầu tiên thì có được 4 bộ ga bóp nha mọi người, 4 bộ ha. Đây thì ga bóp bãi Magu hết nha. Thì nói chung là này đã lấy được giá nè. Nói chung là thành ra là bây giờ ga bóp này thì không có thiếu nữa mọi người, nhiều lắm, nên thành ra là cái nào lấy được giá thì đại sẽ đăng lên chia sẻ cho mọi người nào cần để sử dụng ha. Đó rồi thì ở đây được đầu tiên này, bộ này nè thì hay đại bán là một bộ như vậy là 200.000 nha mọi người. Rồi thì cái nào lấy được rẻ thì bán rẻ nha. Đó thì đại cũng tính đại là vậy, đây 200.000 một bộ ha. Nè, thì cái bộ đầu tiên thì nó có ga, nó có công tắc cho tích hợp trên đây luôn nè mọi người. Nè, dây ga đồ này kia đồ đầy đủ hết ha. Rồi thì cái này nữa đã sẽ thêm một cái cụm vô nữa nha. Đó thì nó đủ một bộ giống như mấy cái này cho mọi người ha. Rồi 200.000 một bộ thì ở đây có 4 bộ. Rồi thì lại quay kỹ cho mọi người xem. Đây. Nè, của Magu ha. Nè, về nó còn dán gì luôn nè. Này cái này có đủ nè, cầm đồ này kia đầy đủ rồi thấy không? Đó. Thì đăng lên cho mọi người đây. Thì nói chung là nó còn đẹp đó nha mọi người, chứ nó không có bị hư nha, nói chung là xài ok ha. Đây, cái thứ ba nè. Đó, dây ga đồ này kia đầy đủ nè. Đó, cầm bọng đầy đủ luôn. Rồi. Đây một cái nữa nè. Thì nói chung là mọi người cứ yên tâm ha. Thì ga bóp thì nó hay bị cái tình trạng mà cái mũ chỗ này nè, cái chỗ phá chỗ này nè, nó hay bị nắm nắm vậy đó mọi người. Rồi thì ở đây thì đã có một cái đầu TD33 nha mọi người. Đó, đầu này là cực kỳ đẹp luôn nha. Nè, cái đầu này về đổ xăng nổ luôn ha. Nè, TD33 ha, nòng 37 ly nha mọi người. Đó, bố mọi người thấy nè, nguyên zin nè. Đó, rất đẹp nha, máy chưa rửa ha, bít tông này kia đồ là đã coi kiểm tra rồi ha. Ok, ok hết, nói chung là đẹp. Nè, bình xăng đóng mắt in cho băng nè, bình xăng zin nè mọi người. Đó. Rồi thì cái đầu này để bán cho mọi người 850 nha. Đó, 850 và cộng phí ship nha mọi người. Thì mấy giờ nãy giờ đây đăng này là không bao ship nha. Rồi thì cái này đại cũng test tí để test nổi cho mọi người luôn ha. Rồi, ở đây đã có một nguyên cái máy G3C nè mọi người. Đó, G3C ha, cực kỳ đẹp luôn. Thì con này hơi ok nha, đại đã kiểm tra rồi. Nè, bình xăng nè, bình thân vuông nha, G3C bình thân vuông ha. Nè, đó, G3C nha, máy nguyên cặn luôn nè, cực kỳ đẹp nha. Đó, đây, cặn nè, cặn uy tín luôn. Cặn nó thì mọi người biết rồi, đây bóp luôn nè mọi người, ra bóp luôn nè. Ồ, cực kỳ chưa, quá xịn sò rồi. Đầu bò chán kẹp nguyên zin đầy đủ luôn nè mọi người, nó không có thiếu gì hết. Thì cái cây này nè mọi người, đại nói chung là không có không nha, nó xài vít lửa. Thì mọi người về chùi vít lửa hoặc là mọi người lên IC là chạy thôi nha. Đó, này thì châu bò rồi. Thì nguyên cái cây này đã bán cho mọi người là 900.000 cộng phí ship nha. Thôi thì ok hết ha. Thôi nè, nồng 36 37 ly thì tôi quên mất tiêu rồi mọi người, lâu cũng không làm quên. Đó, đó cái cần không đủ tiền nha, cái cần này không phải là cần ngắn đó nha mọi người, cần 1,5 m nha. Cần này cũng là chuẩn đó, kêu bà ok đó, chứ không phải mà sòn sòn đâu mọi người. Rồi thì để đại gắn cái này vô đại test nổ nha, test nổ cái con TD33 cho mọi người xem ha. Thì cái nào lấy được rẻ thì bán rẻ nha mọi người, phương châm lại là vậy thôi. Mặt hàng nào lấy mắc thì bán mắc, chứ không phải là hư hao gì hay gì rồi bán cho rẻ, không có nha. Rẻ là bán rẻ thì lấy rẻ bán rẻ vậy thôi. Trước giờ thì tính lại vậy mà, thì ai theo dõi lâu thì sẽ biết thôi. Còn cái nào mà đã bán ví dụ đã nói nó tình trạng vậy là nó vậy thì nó sẽ vậy ha, chứ không có vụ mà nói chuyện cực khơi đâu nha, nói bán được hàng thì không có đâu ha. Rồi
Thôi mọi người biết rồi đó nè. Thôi giật chả dội tay mọi người. Ấm gự luôn nha. Chưa có tăng đưa lên được nha. Đó. Hồi nãy dặn vô mọi người ra về dặn ra coi cái chỗ này nè. Rồi nó bị dùng xuống rồi nên là lên chưa hết ga được nha. Nhưng mà máy móc là ngon lành hết nha mọi người đó. Rồi. Thì video ngắn gọn chỉ có nhiêu thôi mọi người ơi. Thì chào mọi người ha. Hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo nha.